với cô cát cỏ bên sông. Có mùa nan nhãn thì lồng sang đây, nhãn lồng mù gặp dao phay, là thù đông thảo kéo cày thay trâu. Một miền đất nằm trên chỗ thổ sông Hồ. Nhắc đến Hưng Yên là người ta nhớ ngay đến nhãn lồng. Cũng bởi từ bao đời nay, nhãn đã đi vào ký ức tuổi thơ, in hằn trong tâm thức của những người xa quê. Nhãn đi vào thi ca, nhạc họa. Nhãn là nguồn sống không thể thiếu và trở thành mạch nguồn văn hóa của người Hưng Yên. Người Hưng Yên cầm đến quả nhãn là nhớ đến quê hương, mà cầm đến quả nhãn là nhớ đến cội nguồn. Có những lần đói, nhưng mà có quả nhãn của quê hương, coi như là cái mạch sống nó trở lại với mình. Đây là một cái điểm tựa vô cùng là chắc chắn. Hồng hà xoay vui, nhãn sen hai bên biển mưa vang. Một miền đất địa linh nhân kiệt bao đời. Một miền đất. Cây nhãn có thể gặp ở khắp ba miền trên đất nước ta, nhưng nói đến quê nhãn, người ta nghĩ ngay đó là Hưng Yên. Cũng bởi chẳng ở đâu trồng nhiều nhãn mà nhãn ngon ngọt được bằng nhãn Hưng Yên. Chẳng thế mà trong tác phẩm Vân Đài Loại Ngữ, phần sản vật tự nhiên, nhà bác học Lê Quý Đôn ở thế kỷ thứ 18 đã từng ca ngợi. Nhãn lồng Phố Hiến quả to, tròn, da láng, cùi giòn, trong như hổ phách, nước ngọt lịm, mát và thơm, màu vàng nâu nhạt để lộ lớp cùi dày trắng ngà hấp dẫn với hương thơm nhẹ nhàng. Bóc lớp cùi ấy ra, bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh trời cho. Cái thứ đặc sản ấy đâu phải vùng nào cũng có được, bởi nó không chỉ quy tụ những yếu tố kỹ thuật vi lượng trong trồng trọt canh tác, mà còn là sự giao thoa của đất và trời với con người vùng đất ấy. Có được cái thương hiệu và danh tiếng nhãn lồng như vậy là xuất phát từ cây nhãn tổ có mặt còn đang hiện hữu tại đình chùa Hiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh cái cây nhãn có nguồn gen quý hiếm này thì tỉnh Hưng Yên được một cái lợi thế nữa là được cái chất đất phù sa rất màu mỡ, nên tạo ra được cho cây nhãn tỉnh Hưng Yên có được những cái chất lượng khác biệt. Từ cây nhãn tổ tại đình chùa Hiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, người dân Hưng Yên đã ươm trồng lên rất nhiều giống nhãn khác quý và có nhiều đặc tính ưu việt phù hợp với cái điều kiện thực tế hiện nay. Trên hình chữ F này của mình thì có rất nhiều nơi trồng nhãn, miền Nam cũng trồng nhãn, nhưng mà nhãn miền Nam hạt rất to, cùi mỏng và nó không có được cái độ tích ôn của cái mùa đông ken như của mình, cho nên cái củi nó dày là chỗ nó phải có một mùa đông ken, nó mới có cái chỗ là tích nhựa để nó làm cho cái củi. Nhưng các nơi khác nhãn Thái Lan cũng thế thôi, nhất khoát không thể nào sánh được với nhãn lồng Hưng Yên, vì nhãn lồng Hưng Yên nó phải qua ba tiết thì nhãn mới ngon. Bởi vì cái tiết đó thì nó có cái nó bù trừ cho một đằng là tích lượng để cho thành chất. Một đằng thứ hai là đến cái mùa xuân là cái mùa đấy thì nó mới trổ hoa. Đấy. Thế và đến cái mùa hè thì mới là mùa thu hoạch nhãn. Nhãn Hưng Yên nó phải phụ thuộc vào cái yếu tố nguyên tố vi lượng của nó. Và các nơi khác không có đủ nguyên tố vi lượng, nhãn vẫn có quả, vẫn sai, nhưng không có một cái đặc sắc như nhãn đồng Hưng Yên. Ở nơi ấy, đời nối đời trồng nhãn, chăm nhãn, sống với cây nhãn, và nhãn hòa vào tất cả sinh hoạt đời sống của người dân. Thường các mùa trong năm cũng được người Hưng Yên tính theo mùa của cây nhãn, mùa của những đặc sản từ nhãn. Mùa xuân người ta gọi là mùa hoa nhãn, từng chùm nụ chúm chím bung ra thành hoa. Hoa nhãn phủ kín trên tán cây như mâm xôi với màu hanh vàng.
Ngoài vẻ đẹp thuần khiết, tỏa hương thơm dịu mát, không có loại hoa nào có thể so bì được với hương hoa nhãn. Đây cũng là thời điểm người Hưng Yên thả ong làm mật. Tháng 3 âm lịch, dưới những tán nhãn xung xuê, nặng trĩu những hoa, từng đàn ong cần mẫn nhả mật hoa nhãn lấp đầy các ô nhỏ trên bánh tổ, đặt trong những chiếc thùng mà người nuôi ong để sẵn cho ong làm tổ dưới các triền đê trong các vườn nhà. Mật ong nhãn Hưng Yên là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có công dụng chống lão hóa, chống viêm, làm lành vết thương. Mật ong nhãn còn có tác dụng giúp giấc ngủ sâu hơn, ngủ ngon hơn mà không hề có tác dụng phụ. Đó cũng là lý do mà mật ong nhãn ngày càng ưa chuộng, trở thành món quà quý đối với khi du khách đến thăm phố Hiến, Hưng Yên. Với sản lượng trung bình 150 tấn mật ong mỗi vụ, hoa nhãn nở cũng là mùa thu hoạch làm giàu cho người dân Hưng Yên. Ngoài lợi ích kinh tế, nghề nuôi ong còn giúp cây thụ phấn tốt, tỷ lệ đậu quả cao. Không chỉ được tiêu thụ nội địa, mật ong hoa nhãn Hưng Yên còn được xuất khẩu sang nhiều nước. Các sản phẩm khác từ ong như sữa ong chúa, phấn hoa đều được ưa chuộng. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ nghề nuôi ong. Mai anh về gặp mùa nhãn chín những con đường rồi sẽ thanh thản. Tháng 6 âm lịch hàng năm là mùa nhãn chín. Đến bất kỳ nhà người dân nào trên đất Hưng Yên đã có vườn là gặp nhãn. Vườn nọ nối vườn kia, nhãn trên triền đê, nhãn thành trang trại, nhãn xù xì đứng thành hàng trên phố vẫy chào đón khách. Đến đâu cũng thấy cây uốn cong cành, chĩu chịt quả sai. Nhãn Hưng Yên có nhiều loại, được đặt tên theo tính chất hương vị quả và đặt tên theo tên chủ những gia đình có giống nhãn quý. Nào là nhãn cùi, nhãn nước, nhãn thóc, nhãn gỗ, nhãn hành, nhãn đường phèn, nhãn hương chi, nhãn miền thiết. Duy chỉ có loại quả to tròn, đều, thường là nhãn cùi hay đường phèn mới được gọi là nhãn lồng. Đến bây giờ có rất nhiều lý giải khác nhau. Tôi xin lý giải thành bốn cái việc của nó. Cái thứ nhất là ở phố Hiến của mình, chùa Hiến là có cây nhãn tiến. Và cái vùng đó là cái vùng nhãn. Vì nó có một cái này là cái thứ nhất là vì đến cái mùa chuẩn bị hái quả thì thường là chim hoặc chim muông hàng ngày nó xuống bốc quả. Đêm là rơi nó xuống để nó bốc quả nhãn đi. Người ta làm cái lồng để bảo vệ nó. Trước là, và từ đó người ta gọi nhãn như kèm theo là nhãn lồng. Bởi vì những quả nhãn quý người ta mới để trong lồng. Nhưng nhãn thường thì không có. Thế thì cái thứ hai là người ta lại tại sao lại gọi là nhãn lồng Hưng Yên. Thì nhãn lồng nó còn có một cái nữa là nhãn tiến vua. Nhãn tiến vua thì ngày xưa đấy là kinh đô thì đóng ở Huế. Thế mà Triều Nguyễn là kinh đô đóng ở Huế, muốn mang được cho vụ tiến vua thì nhãn phải còn tươi, quả còn y như mới hái ở trên cây xuống. Thế thì người ta cho vào sọt, người ta cho vào lồng, người ta phủ lá rất là kín, xong cho lên lưng ngựa. Cho lưng ngựa ra roi mấy con ngựa cứ phải lồng tốt tất cả các thứ lên. Nó có cái ý thứ hai, tức là nhãn lồng Hưng Yên. Và một cái ý thứ ba nữa là có một cái rất là dí dỏm, bởi vì bên này là sông Luộc là Hưng Yên, bên kia sông Luộc là Thái Bình, bên này sông Hồng là Hưng Yên, bên kia là Hà Nam. Cho nên những người con trai Hưng Yên trước đây cũng phải nói rằng là rất là đa tình. Thấy những cô cắt cỏ bên kia đẹp lắm, phải nói rằng thì là không còn có cách gì để mà trêu. Thế thì phải trêu ghẹo bằng cách tức là mời ăn nhãn. Hỡi cô cắt cỏ bên sông, có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây. Và nó có chữ lồng. Đấy thì người ta giải thích, đấy ăn lồng là nó ngon rồi. Nhưng chưa hết, phải nói rằng nó là một cái ẩm thực mang tính hết sức nghệ thuật của Nghiên, đó là chè sen long nhãn lồng. Thì người ta bóc quả nhãn ra, người ta bỏ vỏ và bỏ cái hạt, sau đó người ta cho một cái hạt sen đã ninh dừ rồi, thông thơm rồi, cho vào trong cái ruột cái củ nhãn nó ôm và để nó trôi nổi trên cái bát chè bột lọc rất là ngon. Và cái thứ đó nó mang một tính chất là hương trời hương đất. Và nó là một cái tiếp đãi thanh lịch nhất
thì người ta rất nhiều nơi người ta đến Hưng Yên thì người ta bao giờ cũng ở ở thành phố, trước đây là thị xã, thì người ta phải thưởng thức cái chè sen Long Nhãn thì mới biết được cái Hưng Yên. Ngoài quả nhãn với nhiều giá trị, gỗ nhãn rắn chắc, đỏ hồng, đóng đồ gia dụng rất bền. Đặc biệt, người dân Hưng Yên còn nghĩ ra cách chế biến Long Nhãn. Đây là vị thuốc bổ âm, ăn trực tiếp hoặc ngâm với rượu, mỗi ngày uống một chút, ăn ngon hơn và ngủ sâu hơn. Từ xa xưa lắm rồi thì ông cha ta đều dùng Long Nhãn làm bổ dưỡng cho những người suy nhược. Có nghĩa là yếu ốm, không ăn, kém ngủ. Đấy. Thế thì cái Long Nhãn của chúng tôi trong nghề y thì tôi đã làm trên dưới 3-40 năm nay rồi thì không thể bỏ qua Long Nhãn. Chúng tôi xếp vào loại như là thần dược mà Hưng Yên ta rất dễ kiếm. Cho nên là khi Long Nhãn này mà biết kết hợp một cách chính xác để đưa vào cơ thể con người ta một cách từ từ hài hòa thì chúng sẽ là những cái phương thuốc rất có giá trị và quý. Từ quả nhãn, người dân Hưng Yên còn chế biến được nhiều món ăn bổ dưỡng khác nhau. Một trong những món ăn ngon nổi tiếng là chè hạt sen, Long Nhãn. Vào những ngày hè oi bức, những bà nội trợ mới khéo léo chiều lòng cả gia đình bằng thứ chè Long Nhãn tuyệt diệu. Thứ nhãn củi mọng, dày, được tách khéo ra khỏi hạt. Hạt sen bỏ vào nồi ninh đúng độ, không quá nhừ, rồi bỏ vào trong củi nhãn. Chỉ vậy thôi mà dường như tất cả tinh túy đất trời được lắng lại trong hương vị bát chè lúc giao mùa. Đó là khi thời gian của đất trời được người dân nơi đây gắn với thời gian của cây nhãn. Nhưng cây nhãn còn bắt cầu trở thành mạch nối trong suốt dòng chảy của đời người và hòa vào những không gian sinh hoạt văn hóa đậm chất cổ truyền ở làng quê Phố Hiến, Hưng Yên. Năm nay thì khá hơn năm ngoái. Bao đời gắn bó với cây nhãn, ông Dương Văn Truyện ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên chưa khi nào rời xa cây nhãn. Tôi là đời thứ 8 rồi. Và thế con tôi năm nay là cháu là 43 44 rồi. Thế là đến sang cháu nữa là đời thứ 9. Cháu nội tôi thì năm nay là đã 32 rồi. Thế là chuẩn bị sang đời thứ 10 gắn bó cây nhãn. Sáng dậy mà cũng phải ra vườn nom xem là cây cối đêm hôm sương gió nó có bị ảnh hưởng gì không. Thế rồi là quét dọn cây nào mà nó thiếu phân do nó đói khát thì mình cũng phải cho nó ăn. Lúc mặt trời lên thì cũng phải đi quét dọn cho nó vườn được nó sạch sẽ. Mà có quét thì mới phát hiện được sâu. Thực sự ra là nó còn quý hơn cả một người bạn. Bởi vì nó gắn bó với mình từ lúc mình trồng nó còn nhỏ rồi đến khi mà nó cho mình hoa được quả đảm bảo cuộc sống mình mà nó gắn bó với mình cả đời. Cũng như ông Truyện, anh Sử ở xã Hồng Nam cũng chỉ vì cả tuổi thơ được gắn với cây nhãn, được đắm chìm trong hương hoa nhãn, mà dẫu có nhiều con đường thoát ly, lập nghiệp ở nơi phồn hoa đô hội, nhưng anh vẫn quyết về quê hương, lập nghiệp bằng chính cây nhãn. Rất là may mắn là sinh ra nên ở cái đất Lễ Châu này mà nuôi quả nhãn đồng. Thế thì từ thời mà thớ hồi xưa thì tôi cũng nhớ mang máng ấy là theo ông bà bố mẹ khi mà đến vụ nhãn là ra vườn rồi mình vặt những cái trái mà nó thấp thấp vì mình vẫn còn nhỏ. Khi mà lớn lên thì đi học đi hành rồi thì cũng đi công tác ở xa. Thế là cây nhãn thì đã gắn liền với cả bà con nông dân đây cũng như tuổi thơ của tôi. Thế thì khi bây giờ tôi đã trưởng thành rồi và đến giờ phút này tôi thấy là cái cây nhãn này nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng, từ vì không ở đâu có được cái nguồn đất quý hiếm cũng như là cái khí hậu nó mát mẻ như vùng này. Thế nên chính vì thế mà đã cái sản vật tức là cái quả nhãn ở nơi đây nó khác biệt với cả cái nhãn nơi khác. Chất lượng nó ngon, củi giòn, ngọt, ăn có vị thơm mà không ở đâu có thể sánh được. Nên chính vì thế mà tôi đã quyết định gắn liền với cây nhãn để làm sao mình phát huy cái truyền thống của cha ông. Cũng như là đem lại một cái sự tinh túy ở cái hương ta để đi gọi là, với các bạn bè ở các tỉnh xa và cũng hướng tới để cho là được xuất khẩu đi các nước khác.
sinh ra, lớn lên, lập nghiệp và già đi cũng bên những cây nhãn ngọt thơm, nên một cách rất tự nhiên, nhãn đã gắn với những không gian sinh hoạt văn hóa làng quê. Hàng ngày gặp nhau là nói những câu chuyện về nhãn. Những trái nhãn đầu mùa bao giờ cũng được hái một cách cẩn thận, thành kính đặt lên ban thờ tổ tiên, lên ban thờ các vị thành hoàng làng. Có lẽ đó chính là giao thoa linh thiêng giữa đất trời, cây nhãn và lòng người phố Hiến Hưng Yên. Ở Hưng Yên, ngoài thời gian được định lượng gắn với mùa của nhãn, thì không gian sinh hoạt cũng được gắn với nhãn. Nhỏ thì có chợ nhãn, lớn hơn thì có lễ hội nhãn lồng. Thưa quý vị và các bạn, ở Hưng Yên thì cây nhãn gắn bó với mọi sinh hoạt đời sống của người dân nơi đây. Và ở nơi đây thì có một khu chợ vô cùng đặc biệt, đó chính là chợ Hàng Dầu hay còn gọi là chợ Dầu ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác Dương Tăng, một nghệ sĩ nhiếp ảnh và là một người con của xã Quảng Châu, để hiểu rõ hơn về chợ Hàng Dầu với cây nhãn cũng như là sự gắn bó của người dân nơi đây với cây nhãn như thế nào trong đời sống văn hóa tinh thần ạ. Vâng thưa bác ạ, tại sao ở nơi đây lại gọi là chợ Hàng Dầu mà lại gắn bó với cây nhãn nhiều như vậy ạ? Khu chợ này thì tên của nó là khu chợ Dầu, nó chợ... có từ rất là lâu đời rồi. Thế chủ yếu là ngày xưa là nó bán dầu không, cho nên nó có cái tên chợ Dầu. Nhưng mà thực chất thì cái chợ này là nhãn là nhiều nhất, để mà tiêu thụ nhãn tất cả các vùng xung quanh đây, không phải là chỉ có Hưng Yên mà lân cận ở vùng bên đây người ta cũng mang nhãn đây người ta bán. Thế và các nơi cũng muốn mua nhãn ngon thì đây chính là trung tâm. Mùa tháng 7 là mùa là hầu như là cái chợ này toàn nhãn, từ 4-5 giờ sáng là bà con người ta đã thu hoạch nhãn, người ta mang từ các nơi người ta đến đây, người ta tập trung đây để cho khách mua, để đủ các loại nhãn, nhãn cùi, nhãn lồng, nhãn lồng phèn, mà nhất là những cái năm từ năm 97 trở về trước ấy, cả cái vùng Quảng Châu đây là nó ngập trong nước lũ của sông Hồng, nước nó tràn nó ngập vào thì thuyền bè bơi lên đây, bên ngoài đê là thuyền bè người ta họp chợ trên đê này, nhãn để trên đê. Còn thuyền bè cứ như lấy tre, cả một cái khu vực này nó thành một cái khu, nghĩa là nó cái gì đó nó gắn bó với cái đời sống của người nông dân ở đây. Từ cái tiếng chèo thuyền, từ cái tiếng bơi thuyền sáng ra sớm tinh mơ như này là những cái con thuyền đã chở nhãn cập vào bờ đê, xong là mang nhãn lên trên đê. Thì nó tạo một cái không khí rất là tấp nập, không vui. Ai đi xa, đi đâu cũng phải nhớ về cái chợ Hàng Dầu. Chính bởi mạch nguồn, sự gắn bó mật thiết như vậy và những giá trị rất cao do cây nhãn mang lại mà sau ngày tái lập năm 1997, tỉnh Hưng Yên đã chuyển đổi những diện tích cấy lúa trồng màu hiệu quả thấp sang trồng nhãn theo hướng hàng hóa. Hiện tỉnh Hưng Yên có trên 4.500 hectare nhãn, trung bình mỗi năm cho thu từ 40 đến 50.000 tấn quả, hình thành nên các vùng trồng nhãn lớn nổi tiếng, tập trung nhiều ở thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, huyện Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ và vùng trồng nhãn ở huyện Ân Thi. Nói đến nhãn Hưng Yên thì phải nói rằng là đây là một trong những cái niềm tự hào, không những là để phát triển kinh tế xã hội, mà đặc biệt là đây là một cái nguồn động viên về văn hóa và sau này là tiến tới về du lịch. Do vậy là với cái sự quan tâm chỉ đạo rất là quyết liệt sát sao của tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tập trung triển khai thực hiện, không những là để nâng cao cái hiệu quả về kinh tế đối với cây nhãn và đồng thời để duy trì với một cái nguồn động viên về mặt tinh thần, về văn hóa đối với hình ảnh cái cây nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên, tạo điều kiện cho cái việc phát triển bền vững, đồng thời là triển khai các cái đề án như là đề án về truy xuất nguồn gốc, thì đây là một trong những cái biện pháp mà rất là cần thiết để mà triển khai duy trì cái sản xuất sạch, sản xuất tốt đối với cây nhãn. Ví dụ như là cái vườn nhãn đây thì cũng đã có các cái truy xuất nguồn gốc mà đã treo ở các cái cành cây để khi mà khách đến hoặc là những cái người ta đến mua cũng như là để tiêu thụ sản phẩm nhãn ra ngoài thì người ta có thể là qua điện thoại thông minh người ta sẽ truy xuất được xem cái nguồn gốc của đây là sản xuất ở vườn nào với kỹ thuật như nào, đảm bảo an toàn như nào, chất lượng của cái cây nhãn như thế nào. Thì cái này là chúng tôi đang thực hiện một cái đề án về truy xuất nguồn gốc cũng như là thực hiện cái việc chỉ dẫn địa lý cũng như là xây dựng thương hiệu của cây nhãn lồng Hưng Yên.
Và từ đó thì phải nói rằng là cái thông tin về cái cây nhãn lồng Hưng Yên đã được đưa ra rất nhiều nước trên thế giới. Và đồng thời nó cũng thu hút rất nhiều các cái doanh nghiệp để mà đăng ký cái việc là sản xuất theo chuỗi, cũng như là để chế biến và tiêu thụ của cái sản phẩm nhãn này. Và cái những cái đề án là chúng tôi tiếp tục là triển khai một số các cái đề án để mà tạo điều kiện cho cái quả nhãn nó không bị sâu, sâu đầu hoặc là bị nứt, hoặc là các cái giải pháp là kéo dài thời gian. Có thể có những cái giống, chúng tôi sẽ sàng lọc những cái giống nhãn sớm, rồi là nhãn chính vụ, rồi nhãn muộn. Đặc biệt là hiện nay là bây giờ đang làm rất tốt là cái cây nhãn muộn, nó gọi là nhãn khoai châu. Ở cái vùng khoai châu thì hiện nay thì cũng là đang tập trung rất cao cái loại giống muộn đó. Tức là cái chất lượng của cái giống nhãn muộn so với chính vụ thì nó cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng mà nó được cái thời gian kéo rất dài, và đồng thời là cái giá bán cũng như là cái việc tiêu thụ đối với nhãn rất là tốt. Nhãn lồng Hưng Yên không chỉ là cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao, gần gũi trong đời sống hàng ngày của người dân, mà thứ quả đặc sản này từ nhiều năm qua đã được tôn vinh, tổ chức thành lễ hội nhãn lồng. Tại lễ hội nhãn lồng hàng năm, bao gồm các chuỗi sự kiện như tổ chức khu trưng bày nhãn, hội thi bình chọn nhãn ngon, hội thảo chuyên đề sản xuất nông nghiệp trồng nhãn an toàn, bền vững, hoạt động du lịch tham quan các vườn nhãn. Nó đã giúp người tiêu dùng có thêm thông tin chính xác, nhận biết và thưởng thức sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên đích thực. Khách đi đến vườn nhãn tham quan người ta cũng rất là thích, vì nhãn lồng Hưng Yên đã là được nổi tiếng từ ngày xưa để cúng tiến vua chúa từ ngày xưa đến nay. Du khách có thể đến Hưng Yên vào mùa hoa nhãn để tận hưởng hương hoa tinh khiết và mật ngọt đầu mùa, hay về phố Hiến vào mùa nhãn chín để được đắm mình trong lễ hội nhãn lồng. Dù thời điểm nào, đến bất kỳ nơi đâu cũng thấy mảnh đất Văn Hiến này khoác trên mình màu xanh của nhãn. Đó cũng là điều lý giải tại sao mà các nhà nghiên cứu văn hóa lại cho rằng nhãn là một phần cuộc sống, trở thành mạch nguồn văn hóa của người Hưng Yên. Dù ai buồn bóc ý ban đông cũng không quên được nhãn lồng quê tôi. Dù ai đi ngược ý về xuôi có về phố Hiến với tôi thì về. Gái quê tôi một nắng hai sương, lấy chồng xứ Bắc xứ Đông vẫn không quên đường về.